là do bạn gái của tôi. Bà đang nghe mình để say nước á. Cô ấy là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô đó. Tôi muốn tặng cô ấy một món quà đặc biệt. Vì vậy xin cô hãy vẽ một bức tranh cho cô ấy. Giá bao nhiêu cũng được hết. Tôi có chuyến bay vào ngày mai rồi. Hả? Nếu vậy thì hồi ổn chưa? Tôi sẽ trả tiền vé đó lại cho cô. Xin cô hãy hủy chuyến bay đó được không vậy? Nhưng có rất nhiều người đang chờ tôi ở Manila. Vậy là tôi không thể làm gì khác được nữa sao? Nếu cô giúp được tôi việc này, thật sự là tôi sẽ thấy rất hạnh phúc đó. Anh muốn tôi dễ gì để tặng cho cô ấy vậy? Tôi sẽ dễ cho anh. Cảm ơn cô nhiều.